Ok. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video sau đồ Tống Kim này vui vẻ anh em ơi. Ở trận Tống Kim này chào tất không biết phải gì đang có cho mình top 7 Tống Kim và đang giết 125 mạng, 93 NPC và 34 tử vong và 16 liên chạm và lấy lực bảo vật không. Để xem thử phái gì đây. Chả thấy phái gì đây. Võ đan hay phái gì đây? Phái gì thế? Phái thế bạn ơi. Phái gì? Phái gì? Ok nè. Gió đan anh em ơi, để Khải xem đặt gió đan. Một bạn gió đan được rồi thì một cái nón 19-30 sinh lực 120 19-30 và cây vũ khí 12 gì cây vũ khí 18-20 hiện tại cây vũ khí sinh lực khá đẹp 140 cho giỏ đan quá tuyệt vời luôn. 140 sinh lực, hai cái món này thì chắc chắn đi gia truyền kim và áo kim gia truyền 13 áo 40 và sinh lực 130 sẽ đồ sinh lực khá là cao. Một bao tay làm 140, một ngọc bội chón 30 thì hiện tại sẽ đồ này đang được cho mình 80 trọng nha anh em, 80 trọng từ nón vũ khí và ngọc bội là 80 trọng và quên 80 chón và 40 làm trọng. Nhận trên thì lấy luôn kháng họ, kích luôn kháng họ 10 bên dưới dòng dưới. À chỉ là cái ngọc bội này chỉ kích dòng đầu thôi anh em ơi, chón 30 dòng 1 thôi. Giày này đang giày mang giày hở mọc rồi, mang giày hở mọc. Đai lưng. Ừ liền một lớp 4 cái này muốn có đúng rồi. Đai lưng. Và dây nhẫn. À chung set đồ này gọi là giỏ đan đi theo phá hành vũ khí thủy nè. Nhiều anh em cũng hỏi Khải là giỏ đan tầm này đi phá hành vũ khí thủy đồ như thế nào. Thì đây, đây là video cho anh em tham khảo đây anh em ơi. Đó sẽ là nón thủy, vũ khí thủy và áo kim, dây chuyền kim. Và chắc chắn ở server này thì bao tay làm chậm 40 là chắc chắn sẽ có rồi. Tại vì hiệu ứng làm chậm ít nhất cho giỏ đan cũng 40 thì mới đánh được tống kim khỏe được anh em ơi. Còn nếu mà anh em khủng thì anh em có thể sắm thêm ngọc bội 40 làm chậm thì tuyệt vời luôn. Nhưng mà server này ngọc bội làm chậm 40 không ra anh em ơi, hiếm lắm, chỉ có khoảng mười mấy cái thôi mà toàn nam thôi, nữ chưa thấy luôn nha. Nữ chưa thấy luôn. Nên là set đồ này thì đang có 80 chậm, 80 chón và 40 chậm thì khá tuyệt vời rồi. Lượng kháng hỏa thì được 19 cộng này 18 là 37. 37 với này là 47 50, lượng kháng hỏa được 50. Lượng kháng hỏa được 50 và kháng lôi 17, dưới gia truyền là 30. 30 với cái này 27 là 57, 57 với này là 17 nữa là 6774, kháng lôi được 74 nha anh em, kháng lôi được 74. Đó. Khá là đẹp, kháng lôi 74, kháng hỏa 5x và chón 80 và chậm 40. Đó sẽ đồ này là sẽ đồ ok anh em ơi. Giỏ đan thì phá hành là đồ như thế này nha mọi người. Thì hiện tại ạc này thì cũng đang có cho mình phi phong kỹ năng vốn có một cấp, thì chắc chắn ạc này đang sở hữu cho mình hai kỹ năng vốn có anh em. Từ chắc chắn là vầng trăng trên đầu với lại cái ngọc bội cái dáng sao vào kỹ năng này. Đó là phi phong nè anh em. Rồi, quá đẹp. Nói chung là giỏ đan anh em, năm này đánh như thế này là quá là khỏe rồi đấy. Được coi thử Khải coi thử có mà chưa cập nhật hạng luôn. Chắc là chưa cập nhật hạng, chắc là chưa cập nhật hạng là cho là chắc là môn phái không có rồi. Không có nè. Chà tắc à, chà đào. Chắc là anh em gì đó rồi. Chà tắc chà đào chắc là hai anh em sinh đôi rồi. Rồi, ở trong trận đấu này thì anh ta giết được 125 mạng và đang top 7 nha anh em. Rồi, anh em xem video của chà tắc giỏ đan này thì đừng quên ủng hộ cho một like một chia sẻ. Cũng như ủng hộ video của Khải một like và chia sẻ chơi nha anh em ơi. Và anh em biết cao thủ nào nữa thì cứ comment ở dưới phần mô tả video. Sau mỗi trận tống kim thì Khải thấy là lạ và những người hay lên top Khải cho soi anh em xem.